báo Mỹ, hoán động binh, Mỹ tấn công mạng tê liệt hệ thống tên lửa Iran. Hãng tin AP dẫn nguồn từ 3 quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington ngày 20 tháng 6 được cho đã tấn công mạng hệ thống điều khiển Rocket và bệ phóng tên lửa Iran ngay sau khi Tổng thống Trump ra lệnh ngừng tấn công quân sự thông thường vào Tehran vì không muốn nhiều người Iran thiệt mạng. Một quan chức nói rằng đây là động thái trả đũa của Mỹ sau khi Iran vào buổi sáng cùng ngày đã bắn rơi một máy bay không người lái UAV của Mỹ với cáo buộc xâm nhập trái phép không phận Tehran. Mỹ bác bỏ tuyên bố này, nói rằng UAV của họ bị Iran bắn vô cớ khi đang ở không phận quốc tế. Theo AP, vụ tấn công mạng ngày 20 tháng 6 đã làm tê liệt các hệ thống điều khiển vũ khí của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Nó đã được thực thi theo sự chỉ đạo của ông Trump, AP cho hay. Hai quan chức nói rằng, tấn công mạng từ trước đó đã được coi là một phương án mà Mỹ đã liệt kê ra sau hai vụ việc các tàu dầu bị tấn công ở Trung Đông từ tháng 5 tới nay. Mỹ đã cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công, trong khi Tehran mạnh mẽ bác bỏ. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang kể từ khi Washington rút khỏi Hiệp ước Hạt nhân năm 2015 và bắt đầu chiến dịch gây áp lực tối đa buộc Iran vào bàn đàm phán. Theo AP, vụ tấn công mạng ngày 20 tháng 6 là động thái mới nhất trong cuộc chiến mạng giữa Iran và Mỹ trong thời gian qua. AP dẫn nguồn tin từ các công ty an ninh mạng như CrowdStrike hay FireEye cho biết, trong những tuần gần đây, các tin tặc được cho là làm việc cho chính phủ Iran đã nhằm vào các cơ quan chính phủ Mỹ trong các lĩnh vực tài chính, dầu mỏ và khí đốt, cũng như gửi rất nhiều thư điện tử lừa đảo. Nguồn tin nói rằng các vụ tấn công đã bắt đầu kể từ khi chính quyền ông Trump áp lệnh thêm lệnh trừng phạt lên ngành công nghiệp hóa dầu của Iran. Hiện chưa rõ liệu các tin tặc có thể xâm nhập vào hệ thống đối phương hay không. Cả hai bên đều rất muốn biết phía bên kia nghĩa gì. Quý vị có thể hoàn toàn hiểu là Iran muốn sử dụng các công cụ mà họ có để biết được Mỹ đang toan tính thực hiện điều gì. Ông John Hanquist, giám đốc bộ phận phân tích tình báo của FireEye, nhận định. Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong thông báo ngày 22 tháng 6 xác nhận rằng họ đã chứng kiến sự gia tăng gần đây của các hoạt động tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ Mỹ từ Iran hoặc lực lượng vệ tinh của Tehran. Đức Hoàng, theo Guardian, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.